Xin chào các em, chào mừng các em trở lại với khóa học vật lý lớp 9 của olm.vn Ở bài trước, ta đã làm thí nghiệm để khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn Vậy nếu ta làm thí nghiệm với hai dây dẫn khác nhau và cùng một hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn thì cường độ dòng điện của hai dây dẫn này có giống nhau hay không? Cô và các em sẽ cùng tìm hiểu điều đó trong bài 2 điện trở của dây dẫn, định luật Ôm. Trong bài học này, kem sẽ tìm hiểu những nội dung chính sau: thứ nhất, điện trở của dây dẫn; thứ hai, định luật Ôm và cuối cùng, đó là vận dụng. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về điện trở của dây dẫn. Người ta làm thí nghiệm với các sơ đồ mạch điện như đã giới thiệu ở đầu bài, thì thu được các bảng số liệu như sau. Đây là bảng số liệu các giá trị hiệu điện thế và cường độ dòng điện qua dây dẫn 1. Còn đây là bảng các giá trị hiệu điện thế và cường độ dòng điện qua dây dẫn 2. Ta thấy rằng với cùng một giá trị hiệu điện thế như nhau, thì giá trị cường độ dòng điện của các dây dẫn khác nhau là khác nhau. Vậy chúng ta cùng xét đến thương số U trên Y trong từng phép đo xem có điều gì đặc biệt không nhé. Đầu tiên, đối với dây dẫn 1, ở lần đo 1, U bằng 0, Y bằng 0, do đó thương số U trên Y là không xác định. Lần đo 2, ta có U trên Y bằng 5,0. Lần đo 3, thương số U trên Y bằng 4,9. Lần 4, thương số U trên Y bằng 5,1. Và lần đo 5, thương số U trên Y lúc này là 5,1. Vậy kem có thể thấy rằng nếu không kể đến trường hợp U bằng 0 và Y bằng 0 thì các lần đo còn lại thương số U trên Y đều sấp xỉ 5 đúng không nào? Bây giờ kem hãy tính toán và cho cô biết các giá trị thương số U trên Y trong các lần đo của dây dẫn 2 nhé. Kem đã làm tốt lắm. Đối với lần đo 1 thì thương số U trên Y là không xác định. Còn các lần đo còn lại thì ta tính được thương số U trên Y đều bằng 15. So với dây dẫn 1 thì ở dây dẫn 2 các phép đo có độ chính xác hơn. Vì vậy thương số U trên Y là bằng nhau. Từ đó ta sẽ rút ra được kết luận rằng thương số U trên Y đối với mỗi dây dẫn là như nhau. Còn đối với hai dây dẫn khác nhau thì khác nhau. Do đó, người ta ký hiệu R bằng U trên Y. và nhận xét rằng trị số R này không đổi đối với mỗi dây dẫn và được gọi là điện trở của dây dẫn. Trong mạch điện thì điện trở có thể được ký hiệu theo hai cách sau. Trong công thức R bằng U trên Y, nếu hiệu điện thế U được tính bằng V, cường độ dòng điện Y được tính bằng đơn vị ampere, thì điện trở R được tính bằng đơn vị ôm và được ký hiệu như sau. Trong đó, 1 ôm thì bằng 1 V trên 1 A. Ngoài ra, người ta còn dùng các bội số của ôm như kilo ôm và mega ôm. 1 kilo ôm thì bằng 1.000 ôm, còn 1 mega ôm thì bằng 1 triệu ôm. Từ biểu thức R bằng U trên Y thì ta có thể thấy rằng với cùng một hiệu điện thế đặt vào hai đầu các dây dẫn khác nhau thì dây nào có điện trở lớn gấp bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện Y chạy qua nó sẽ nhỏ đi bấy nhiêu lần. Do đó, điện trở biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn. Và kem ạ, trong chương trình vật lý lớp 9 thì thuật ngữ điện trở được dùng với 3 ý nghĩa như sau. Ý nghĩa thứ nhất đó là Biểu thị một thuộc tính của vật chính là tính cản trở dòng điện của vật dẫn mà cô vừa nói ở trên. Kem biết không, ngoài dây dẫn thì một số vật dụng trong gia đình chúng ta như bàn là, bóng đen hay ấm siêu tốc thì đều có điện trở. Và thứ hai, người ta dùng thuật ngữ điện trở để biểu thị một yếu tố của mạch điện. Ví dụ như trong kỹ thuật thì người ta chế tạo các điện trở để lắp vào mạch điện của các thiết bị điện. Đây chính là hình ảnh của một loại điện trở đây các em ạ. Và cuối cùng, thuật ngữ điện trở dùng để biểu thị giá trị của điện trở. Ví dụ ta nói rằng một vật dẫn có điện trở 10 ôm. Với những kiến thức vừa học, chúng ta cùng làm ví dụ sau nhé. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là 3V, dòng điện chạy qua nó có cường độ là 250mA, tính điện trở của dây đầu tiên ta có thể tóm tắt các dữ kiện đề bài đã cho như sau hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn U bằng 3V cường độ dòng điện I bằng 250mA và bằng 0,25A hỏi điện trở R bằng bao nhiêu Kem hãy vận dụng kiến thức đã học và cho cô biết kết quả của bài tập này nhé chính xác rồi ta có điện trở của dây được xác định theo công thức R bằng U trên I. Thay số ta được R bằng 12 ôm. Ta chuyển sang nội dung tiếp theo, định luật ôm. Trước hết, kèm hãy nhớ lại kiến thức đã học ở bài trước và cho cô biết cương độ dòng điện phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn nhé. Chính xác rồi, em ạ. Đối với một dây dẫn thì cương độ dòng điện sẽ tỷ lệ thuận với hiệu điện thế. Mặt khác, như kiến thức ta vừa tìm hiểu, thì với cùng một hiệu điện thế đặt vào hai đầu các dây dẫn có điện trở khác nhau, thì cường độ dòng điện Y lại tỷ lệ nghịch với điện trở R. Kết quả là ta có thể rút ra một hệ thức mà được gọi là hệ thức của định luật ôm Y bằng U trên R. Trong đó, cường độ dòng điện Y được đo bằng đơn vị ampere hiệu điện thế U đo bằng vôn và điện trở R đo bằng ôm. Kèm ạ, định luật ôm được đặt theo tên của một nhà vật lý người Đức, ông sinh năm 1789 và mất năm 1854. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện qua một dây dẫn và hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn thời đó đã được ông tìm ra khi ông chỉ là một giáo viên dạy vật lý ở tỉnh lẻ. Kết quả nghiên cứu của ông gọi là định luật ôm được công bố năm 1827 và định luật Ôm được phát biểu như sau: cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây. Và để ghi nhớ biểu thức của định luật Ôm, kem có thể ghi nhớ thông qua một tam giác như sau. Một tam giác được chia thành 3 phần và ta ký hiệu từng phần U, I và R. Khi muốn tìm cường độ dòng điện I, thì ta dùng tay che lại vị trí của y. Khi đó, ta có y bằng u trên r. Con muốn tìm điện trở r thì ta che vị trí của r. Vậy ta sẽ có r bằng u trên y. Con nếu muốn tìm hiệu điện thế u thì che vị trí của u và ta có u bằng y nhân r. Phương pháp này có thể giúp các em ghi nhớ các công thức một cách dễ dàng nhé. Bây giờ, các hãy vận dụng những kiến thức đã học để làm các bài tập sau nhé. Bài tập 1. Khi nối một bóng đèn với nguồn điện để đèn sáng, thì hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 6V. Tính cường độ dòng điện qua đèn, biết điện trở của đèn là 12 ôm. Đầu tiên, các hãy tóm tắt những sự kiện đề bài đã cho nhé. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn O bằng 6V. Điện trở của đèn R bằng 12 ôm. Hỏi cường độ dòng điện qua đèn là bao nhiêu? Bây giờ kèm hãy vận dụng hệ thức của định luật Ôm để tính cường độ dòng điện qua đèn nhé. Kem đã làm rất tốt, áp dụng định luật Ôm ta có I bằng U trên R. Thay số ta sẽ được cường độ dòng điện I bằng 0,5 A. Vậy ta kết luận rằng cường độ dòng điện qua bóng đen chính là 0,5 A. Chuyển sang bài tập 2. Một dây dẫn có điện trở R đặt hiệu điện thế U và hai đầu dây dẫn thì cường độ dòng điện qua dây là Y. Nếu điện trở của dây tăng lên đến giá trị R phẩy bằng 3R và giữ nguyên hiệu điện thế U thì cường độ dòng điện qua dây giảm đi 0,6A. Giá trị cường độ dòng điện Y qua dây lúc ban đầu là bao nhiêu? Kem có thể tóm tắt các dữ kiện của bài tập như sau. Dây dẫn có điện trở R Đặt hiệu điện thế U và hai đầu dây dẫn thì cường độ dòng điện qua dây là Y. Nếu điện trở của dây tăng lên đến giá trị R phẩy bằng 3R, hiệu điện thế U phẩy bằng U thì cường độ dòng điện giảm đi 0,6A. Hỏi cường độ dòng điện Y ban đầu là bao nhiêu? Đầu tiên, ta có nhận xét rằng, theo hệ thức của định luật ôm thì Y bằng U trên R. Như vậy, Hiệu điện thế U bằng I nhân R. Tương tự ta sẽ có U phẩy bằng I phẩy nhân R phẩy. I phẩy thì bằng I trừ 0,6, còn R phẩy thì bằng 3R. Mặt khác ta biết rằng hiệu điện thể U được giữ nguyên. Vì vậy U bằng với U phẩy. Dựa vào những dữ kiện này, kèm hãy tính toán và cho cô biết giá trị cường độ dòng điện I qua dây lúc ban đầu là bao nhiêu nhé kem đã làm rất tốt. Ta thay các sự kiện ở trên vào thì ta sẽ có U thì bằng Y nhân R, còn U phẩy thì bằng Y chứ 0,6 nhân 3R. Rút gọn R ở hai vế, ta sẽ được 2Y bằng 1,8. Cuối cùng, kem sẽ tính được cường độ dòng điện Y bằng 0,9A. Đây chính là giá trị của cường độ dòng điện qua dây lúc ban đầu đúng không? như vậy trong bài học này kèm cần ghi nhớ hai nội dung chính sau thứ nhất đó là điện trở của một dây dẫn thì được xác định bởi công thức r bằng u trên i và thứ hai đó là định luật ôm cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây i bằng u trên r kèm hãy ghi nhớ những nội dung này nhé Xin cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp lại các em ở những bài học tiếp theo của olm.vn.